Vâng, xin chào anh em đã đến với kênh của Lin Phạm Audio. Và hôm nay tiếp tục gửi đến cho anh em mẫu loa JBL mới về tại cửa hàng. Đó chính là mẫu JBL L100 trơn. Nó là một trong những cặp loa có thể nói là đáng để anh em sở hữu trong tầm giá. Và cũng là một cặp loa rất là hay của JBL. Với cái thiết kế đẹp mắt và cũng như chất âm của nó mang lại thì cực kỳ hay khi anh em có thể kết hợp để nghe với những cái dòng nhạc như bolero, trữ tình hoặc là nhạc vàng. Thì JBL L100 trơn hay L100 sen thì nếu với cái thiết kế thì gần như là y hệt nhau anh em nhé. Nếu anh em nhìn từ bên ngoài vào, kể cả từ căng cũng thế, anh em nhìn từ bên ngoài vào sẽ không thể nhận ra được đâu là L100 trơn hay L100 sen. Đó, thì là L100 trơn sen nó chỉ khác nhau nếu anh em nhìn vào tem là cái thứ nhất. Thứ hai là anh em nhìn vào phải tháo củ ra, thì cái cấu hình giữa hai con này thì là thiết kế y hệt nhau, nhưng cấu hình củ sẽ là một con full Nanico và một con không full. Đó chính là cái khác biệt đến từ L100 trơn và sen, cũng như là giá thành để mà anh em bỏ ra và trải nghiệm một cặp L100 trơn này. Nó cũng giá rất là tốt, chỉ tầm giá hơn 20 triệu thôi. Đó. Nhưng mà L100 Century là mức giá tầm 30 triệu, tầm hơn 30 triệu một chút. Tùy số. Nhưng mà nói chung là mức giá là nó chênh nhau từ 5 đến 7 triệu. Đó, giữa hai cấu hình. Với cặp loa L100 trơn này, tình trạng hàng bãi về đẹp xuất sắc như anh em thể nhìn thấy ở đây. Thiết kế hình dáng hình chữ nhật gọn gàng, một cặp loa có thể nói là một cái thiết kế vàng của JBL, mà đánh dấu tạo lên cái điểm nhấn cũng như là tạo tiếng vang rất là lớn cho cái thiết kế này. Đây là một cái thiết kế vàng cho tất cả những cặp loa đó. Nó không quá cao, không quá to, gọn gàng, rất dễ để bày trong không gian phòng khách. Thiết kế là thùng gỗ lạng với tình trạng hàng bãi về đẹp xuất sắc, anh em thể nhìn thấy ở đây vân gỗ mộc đẹp, vân đều hai bên này đó. Còn tuyến loa này, tuyến loa sử dụng cấu hình 1 bát 30, gân vải xếp tẩm dầu, một loa chung giấy và một loa tép giấy. Đó là thiết kế của JBL L100. Cả hai cặp loa cả hai chiếc thì với cái thiết kế và cái loa bát thì thực sự là rất là đẹp, anh em thể nhìn thấy ở đây một cái màu trắng sữa này, gân vải xếp tẩm dầu đẹp này, anh em thì nhìn gân vải xếp của nó này như mới luôn này. Đó, loa chung này, tình trạng tuyến loa gần như không đẹp, không tì vết luôn nhé. Và anh em có thể nhìn ngay từ cái phay xước của loa chung là nhận ra được chất lượng hàng bên em tuyển kỹ và đẹp như nào. Đó, cái phay xước này cũng như là cái mặt này rất dễ bị chảy, bị dỉ, bị han vào. Đó, nhưng mà cặp loa này thì rất là sáng đẹp vì hàng, tình trạng hàng bãi về mà chưa qua sử dụng tại Việt Nam này. Loa tép này, đó, đây là tem mác của nó này, JBL model L100, nó chỉ ghi L100 thôi. CD của nó đây, chiếc CD cho anh em xem này, cặp này với số CD là 281372 này, và bên này là 281379 này, cách nhau đúng 3 số CD anh em nhé. Với những dòng loa nghe nhạc thì nó sẽ để mà liền CD cũng rất là khó thật sự. Nhưng mà để mà cặp những cặp loa này thì, nó sẽ không có trái và phải mà chỉ có một vế thôi. Để tất cả những dòng loa nghe nhạc của L100 trơn này thì đều như thế, L100 sen đều như thế hết. Đó, nó chỉ có loa một vế thôi. Đấy, anh em và CD anh em sẽ check theo CD là liền kề hay là cách nhau bao nhiêu số thì nó nằm ở đây. Đó. Hai núm tinh chỉnh này cho hai giải chung và tép này. Đó, cặp loa có thể nói là xuất sắc. Đây là phía sau của loa, như là cọc loa. Phành quay góc cạnh nha, vân rất đều và đẹp này. Đó, phía sau của loa sẽ là núm gài. Núm gài là sao? Đây em sẽ mở như này, open này. Lốc này là khóa này, đó, cắm cái dây vào đây. Đó. Âm và dương. Phía sau loa thì sẽ không có gì đặc biệt cả. Đó chính là cái thiết kế sơn đen xì hết và sẽ có hai cọc loa. Đó, đây là phía sau của loa. Và cặp loa này hiện tại mức giá đang giao lưu với anh em là 24 triệu đồng. Trên một cặp loa JBL L100 sen đẹp xuất sắc như thế này. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua cửa hàng để mua sản phẩm. Thì sau đây sẽ là clip em test cặp loa này để anh em có thể nghe và trải nghiệm. Thank you.
ra đầu ngõ dần dần niềm tương nhớ Giáng sinh sinh một người được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quen em ơi cho mình biết tên cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biên chỉ gọt liễu mong manh làm sao bước sông hành anh chị em ngại gió lay nụ tầm xuân vừa hè chiều nào khi về thì hay khi mà kẻ nghe nhạc vàng hay bolero được thể hiện trình diễn trên loa JBL L100. Với cặp loa này anh em nào yêu thích và muốn mua sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0908 325 777. Cửa hàng em có địa chỉ tại 68 Trịnh Tú, thành phố Ninh Bình. Anh em có nhu cầu có thể qua trực tiếp tại cửa hàng. Vâng, xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sắp tới.